Đây là kết quả sau khi chúng tôi cắt bao cái đầu máy cho một cái bạn này, bạn thấy là size 31 này, rất là to. Đau không em? Sau 31 thì các bạn thấy là kết quả đây. Rất là đẹp. Đấy còn cái dần phật dây hãm đây các bạn này, thẳng tóc không lệch một tí này, được không? Trình độ cực kỳ cao cắt được như này đấy các bạn. Xin chào bạn Đô Sĩ Sắp Kiến Đức này, hôm nay một bạn là 25 tuổi, bạn ấy bị bao quy đầu dài và là bạn hay bị chót đúng không? Bao quy đầu dài cũng hay bị viêm. Vậy hãm cũng hơi ngắn một tí đấy. Nhu dài sẽ có nhiều lựa chọn để cắt. Qua em sẽ có 3 cái lựa chọn. Một là em có thể cắt bằng máy. Bằng máy thì rất nhanh, đều và thường nó cũng rất thẩm mỹ. Qua hai là cắt bằng cái laser. Laser bỏ ra thử để xong khâu lại hoàn chỉnh thôi. Laser người ta gọi là cắt thủ công. Này cái là 31 này. 31 thì gọi là 4 là hơi rộng một tí. 31 thì vừa tốt. Đau không em? Không. Đây là kết quả sau khi chúng tôi cắt bao cái đầu máy cho một cái bạn này, bạn thấy là size 31 này, rất là to. Đau không em? Đây các bạn thấy là kết quả đây. Rất là đẹp. Đấy còn cái dần phật dây hãm đây các bạn này. Thẳng tóc không lệch một tí này, được không? Trình độ cực kỳ cao cắt được như này đấy các bạn.